Giới thiệu đến mọi người một cặp Mai Bình chế tác mẫu nhị cảnh là chim hoa họa tiết màu. Kích thước của cặp bình này là cao 45, đường kính bụng là 25 cm, họa tiết vẽ thủ công bằng tay. Như chúng ta đang nhìn thấy thì ở cái cảnh bên này là được chế tác là hình ảnh hoa đào và một cặp chim. Họa tiết ở bên trong men nhé, màu bền vĩnh cửu với thời gian, không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng. Sứ này là sứ xuyên sáng này, hàng sứ xuyên sáng nhé, dọi đèn vào nó sẽ xuyên được ánh sáng qua, gọi là sứ xuyên sáng. Ở mặt bên này được chế tác hình ảnh một cặp chim và hoa đào này. Ở chiều cao là 45, đường kính bụng là 25 này. Đây là dưới đế của sản phẩm, hàng đất trắng nhé. Tiếp theo sang mặt bên này chế tác hình ảnh chim công, và cây tùng. Ở trên một chiếc bình này chúng ta có thể bày được hai kiểu khác nhau. Trên một chiếc bình này chúng ta có thể bày được hai ba kiểu. Chúng ta có thể bày này, hai mặt này ra này, hai mặt chim công ra. Chúng ta có thể bày hai mặt chim công. Ở hai chiếc bình này thì được chế tác hơi mang một phong cách hơi hơi khác nhau một chút nhé. Đó là cái phần chim công chúng ta nhìn vào này, cái thân của chim công này nó màu xanh lam này. Xanh lam nhiều này, thân của chim công này nó màu xanh lá nhiều này. Hơi khác nhau một chút, tạo sự khác biệt để có thể tạo sự khác biệt. Còn ví dụ chúng ta mà thích đồng màu nhau cũng được hết nhé, đồng màu cũng được. Đây là một cách bày này, bày hai mặt chim công ra này, bày hai mặt chim hoa ra này, có thể bày một mặt chim công một mặt chim hoa ra này để tạo sự khác biệt nhé. Chúng ta cũng có thể bày mặt này ra để tạo sự khác biệt. Những cái mẫu nhị cảnh thì chúng ta có thể bày được rất nhiều kiểu, nó sẽ linh động với cách bày hơn rất là nhiều so với những cái mẫu một cảnh. Ở bên hông này chế tác hình ảnh là hoa sen và chữ thọ nhé. Bên hông được chế tác hình ảnh hoa sen và chữ thọ. Loại này thì men rất là bóng rồi, men rất là bóng, họa tiết này không sợ bị không bị xuống màu, mất màu gì cả. Bản thân họa tiết là trong men, được bảo vệ bên ngoài là một cái lớp men rồi, men bóng này, giúp cho cái họa tiết của chúng ta sẽ là bền vĩnh cửu. Âm thanh của sứ đấy. Đây là trên miệng này. Nếu như mà không tô màu thì nó sẽ trắng như thế này. Nếu như mà không tô màu vào thì nó sẽ trắng như vậy. Những sản phẩm như này chúng tôi đều giao hàng toàn quốc nhé. Nếu như mọi người quan tâm thì vui lòng nhắn tin, gọi điện qua Zalo, số điện thoại đang được gắn ở bên trên video. Chúng tôi sẽ gửi mẫu chi tiết cho mọi người tham khảo. Chúng ta có thể mua đơn đơn chiếc và cũng có thể mua theo cặp nhé. Những chiếc bình này thì chúng ta sẽ trưng bày ở phòng khách này, phòng làm việc này, ở tại phòng thờ này, ban thờ thần tài, quầy lễ tân. Rất nhiều chỗ để bày những chiếc bình này, trang trí phong thủy. Trong phong thủy thì đây là một cái vật phẩm chiêu tài tích lộc, mang đến vận may cho gia chủ. Là trong phong thủy sẽ quay cận hơn nữa vào cái họa tiết để cho chúng ta nhìn rõ nhất nhé. Quay vào hai mặt chim hoa đi, quay cận vào mặt họa tiết cho mọi người cùng nhìn rõ. Đây, đang quay cận vào hai mặt họa tiết nhé. Vì là vẽ thủ công bằng tay, chính vì vậy họa tiết nó sẽ không thể giống nhau 100% được, không thể giống nhau y xì, nó sẽ có sự khác biệt. Nền này là nền vẽ kỹ này, nền vẽ hoa kỹ. Sang đây là cảnh công này, công tùng.
Đây để cho mọi người nhìn nó không bị bóng. Họa tiết. Như mình nói vừa nói xong thì ở cái mẫu này thì hai con công đang màu khác nhau. Đấy, hai con công hai chiếc này màu hơi đang khác nhau để tạo sự khác biệt. Và nếu như mọi người muốn đều giống nhau thì có thể đặt hàng nhé. Ví dụ mọi người thích màu công màu xanh lá hoặc là công màu xanh lam. Mọi người liên hệ để chúng tôi sẽ gửi ảnh chi tiết nhất cho mọi người xem cho rõ nét hình ảnh nhất nhé. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm mà chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.